Cô chào tất cả các bạn nhỏ yêu quý. Hôm nay, cô và các con lại gặp nhau trong giờ học làm quen với toán. Cùng học với các con hôm nay có bạn Mimi xinh xắn. Mimi xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, Mimi rất vui vì được học cùng các bạn đấy. Các bạn hãy đứng lên và vận động bài hát Head, Shoulders and Toes của mình nhé. Trong bài hát vừa rồi, có nhắc đến rất nhiều những bộ phận trên cơ thể đấy. Các con hãy tinh mắt nhìn xem trên cơ thể của chúng ta có những bộ phận nào có đôi. Trên cơ thể của chúng mình có rất nhiều những bộ phận có đôi, như mắt, tai, tay và chân nữa. Chúng mình hãy chỉ tay vào các bộ phận và kiểm tra cùng với cô xem là các bộ phận đó có đúng là có đôi không nào. Một mắt, hai mắt gọi là đôi mắt. Một tai, hai tai gọi là đôi tai. Một tay, hai tay gọi là đôi tay. Một chân, hai chân gọi là đôi chân. Các con giỏi quá. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều các đồ vật có đôi nữa đấy. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài học ghép đôi. Theo các con, những đồ dùng như thế nào được gọi là đôi? 1. Đồ dùng có hai chiếc. 2. Đồ dùng giống nhau. 3. Đồ dùng có hai chiếc và giống nhau. Đáp án đúng chính là đáp án số 3. Đồ dùng có hai chiếc và giống nhau. Bạn Mimi có một món quà dành tặng cho các con này. Cùng mở ra xem đó là gì nhé. 1, 2, 3, mở ra. Wow, đó là một chiếc giày đấy. Bạn Mimi cũng có rất nhiều những chiếc giày khác nữa đấy. Nhưng bạn chưa biết xếp giày thành đôi. Các con giúp bạn nhé. 10 giây cho các con nhìn và suy nghĩ. Thời gian bắt đầu. Đã hết giờ rồi. Cùng kiểm tra kết quả xem các con có xếp giỏi không nhé. Cô chắc chắn các con đều xếp đúng hết đúng không nào? Lần này, bạn Mimi có nhiều chiếc dép thật là xinh và cũng chưa được ghép thành đôi. Chúng mình cùng xếp với bạn nhé. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chúng mình cùng kiểm tra kết quả nào. Không khó đúng không các con? Ôi, bạn Mimi có gì đây nữa nào? Đúng rồi, đó là những chiếc găng tay. Nhưng bạn Mimi ơi, sao bạn lại để lộn xộn thế kia? Để các bạn nhỏ xếp thành đôi giúp Mimi nhé. Các con hãy nhanh mắt tìm những chiếc găng tay giống nhau để ghép thành đôi nào. Và đây là kết quả. Các bạn có xếp giống như vậy không? Còn bây giờ, các con sẽ giúp bạn chọn những chiếc tất giống nhau, ghép thành đôi và phơi lên dây nhé.
Vậy là chúng mình đã hoàn thành rồi. Các con giỏi quá, cô khen tất cả các con. Bạn Mimi cảm ơn tất cả các con vì các con đã giúp bạn ghép những đồ vật thành đôi. Mời các con cùng đến với bài hát Đôi và Một. Chúng mình cùng hát nào. Một mà một nhắm đôi làn mắt đưa nhanh, đôi tai lắng nghe và đầy một chiếc mũi xinh. Hồng hào đôi má chính giữa chiếc cằm xinh, một hàm răng trắng hé giữa đôi môi hồng hào. Một mà một nhắm đôi làn mắt đưa nhanh, đôi tai lắng nghe và đầy một chiếc mũi xinh. Hồng hào đôi má chính giữa chiếc cằm xinh, một hàm răng trắng hé giữa đôi môi hồng hào. Vậy là giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học lần sau.